Vâng, xin kính chào quý anh chị, quý đồng hương. Thì hôm nay đến ở bên cạnh tôi đây là anh Sơn, và anh ấy cũng chuẩn bị đi định cư ở nước thứ ba. Thì anh Sơn không biết là anh có thể chia sẻ cho quý anh chị, những người đang xem chương trình hôm nay, là cái cảm nhận của anh như thế nào khi mà anh có thông tin là mình chuẩn bị định cư ở nước thứ ba. Dạ vâng, trước hết là cũng chào Huy và chào tất cả quý anh chị em đồng hương hoặc là các cô chú bác ở hải ngoại. Cái quãng thời gian trong gia đình của Sơn thì cũng mong chờ được ngày hôm nay. Thì hôm nay cũng rất là vui được nghe tin mà là gia đình cũng sẽ được tái định cư, đi định cư ở đất nước Hoa Kỳ. Cái này cũng là cái niềm tin của Sơn mong chờ đợi đến ngày hôm nay. Mình chờ đợi rất là lâu những ngày này. Bắt đầu qua Thái Lan cho đến thời điểm hiện tại là bao nhiêu năm rồi? Từ khi tôi đến đất nước Thái Lan cho đến giờ là đã hơn 11 năm. Hơn 11 năm. Là vâng, quý chị thấy đây là một cái quá trình rất là dài, đằng đẵng để mà có được một cái ngày mà đến được bến bờ tự do, thì nó làm cả một cái quá trình rất là dài, chứ không phải là một ngày hai mà có được cái điều này, đúng không ạ? Khi mình nhập cảnh Thái Lan bất hợp pháp và mình cư trú bất hợp pháp như vậy, thì khi mà mình được định cư như vậy thì mình phải trải qua những cái thủ tục như thế nào, và mình có phải đóng tiền phạt hay bị ngồi tù gì hay không, và cá nhân anh thì như thế nào, anh có thể chia sẻ cho tôi cũng như quý vị quý đồng hương đang xem chương trình được biết được không? Dạ vâng, thưa Huy và thưa quý vị, tất cả anh em, trước khi mình được nhận cái thông tin mà cao ủy thông báo bảo là mình sẽ được tái định cư, thì trước hết mình được ra khỏi đất nước Thái Lan thì mình phải qua các bước đi vào cái trại IDC IDC đấy, IDC mà họ tù những người bất hợp pháp trong đất nước Thái Lan. Thì mình đi qua cái trại IDC này thì họ phải bắt mình, họ phải đưa mình ra tòa án đấy, mình phải nộp tiền phạt đấy, mình phải nộp tiền phạt. Nếu mà mình không có tiền nộp phạt thì mỗi người phải bị tù trong đó 45 ngày. 45 ngày. Vâng, 45 ngày. Nhưng mà nói về gia đình của Sơn thì cũng có các cô chú bác hải ngoại, họ có biết được đến gia đình của Sơn thì họ cũng mỗi người giúp đỡ Sơn một ít, thì về bản thân Sơn và gia đình cũng không phải đi tội tụ. Thì Sơn cũng nhân dịp cái thời gian này gửi lời cảm ơn trước hết là tổ chức BPSOS đấy, trước khi là BPSOS là người đã nhận được cái tin của Sơn được tái định cư, thì BPSOS cũng động viên hoặc là vận động Giới cho thiệu. các vận giới thiệu cho các cô chú bác hoặc là các mạnh thường quân. Thì các cô chú bác cũng đã giúp được gia đình Sơn thoát khỏi cái nhà tù của IDC để khỏi đi ngoài tù 45 ngày trước khi Sơn ra khỏi đất nước Thái Lan. Thì Sơn cũng gửi lời cảm ơn tới các cô chú bác, đầu tiên là cầu xin Chúa ban phước cho các quý vị, các cô chú bác và các mạnh thường quân. Anh em người tị nạn vẫn đang sống sót trên đất nước Thái Lan cũng rất là đông. Thì người nào được tái định cư nghe được tin hoặc là được bên cao ủy họ thông báo có lịch được tái định cư thì mọi người đều không thể thoát được IDC hoặc là cái nhà tù hoặc là tòa án của đất nước Thái Lan. Thì mỗi người phải đóng tiền phạt ít nhất là 20.000 baht. Thì Sơn cũng mong các cô chú bác ở hải ngoại có thể mỗi người một tay giúp đỡ những người tị nạn còn lại.